chân ri kệ ri yam nè ma sa ca vai bằng công nay nhâm prakarona cho miền tâm nam pra an kia pra hara an da pra sa đang nâng nhẹ giác qua chẳng phun chẳng phun pra an an miền pro a cha pra da ព្រះអង្គឡើយក្នុងនេះក្នុងខ្សែអត្រាពីធម្មវណ្ណនាឡើងខ្សែលេខ 85 ទៀតនឹងយើងរៀនបន្តនៅក្នុងកាមាវចរៈ 75 ហើយសិក្សាពួនហ្នឹងគឺកិច្ចនៅ3 ចក្ខុទីចឹងហើយយើងបានកិច្ច 6 ហើយទី 1 គឺអវចនកិច្ច អវចនកិច្ចមានចិត្តប្រមាណដួងទៀតអវចនកិច្ចមានចិត្តប្រមាណដួង 1 ដួង ណា ហើយទេសនកិច្ចមានចិត្តប្រមាណដួង 2 ដួង ហើយសម្បដិច្ឆន្នកិច្ច 2 ដួង សន្តិរណកិច្ច 3 ដួង វោធនកិច្ច 1 ដួង ជវនកិច្ច ប្រមាណដួង 29 ដួង ណាអញ្ចឹង ចឹង លេខ 7 ចុះបន្តមកទៀត ដាក់ លេខ 7 តើ តតេលំ ពណកិច្ច ត ហើយ តូ ស្រអៀ មក ហើយ លោ និង មូ ចង្គូ ណោ តតេលំ ពណកិច្ច ដាក់ គ្នា បន្តិច កែក តោង នៅ អារម្មណ៍ កិច្ចតោងនៅអារម្មណ៍ដែលជាវ័នសោយហើយកិច្ចតោងនៅអារម្មណ៍ដែលជាវ័នសោយហើយណាអាលំបណៈអសអាលោមួយចំពោះណនេះស្មើគ្នានឹងអារម្មណៈទៀតគឺអារម្មណ៍នឹងឯង ដូច្នេះតតេលំតេណៈនេះតគឺតាំងតាំងហើយនឹងអាលំតណៈឬថាអារមណៈអញ្ចឹងក៏បានបានន័យថាអារម្មណ៍នោះតាំងនោះនោះក្នុងទីនេះគឺអារម្មណ៍ដែលជាវ័នសោយហើយនឹងឯងណាអារម្មណ៍នោះគឺអារម្មណ៍ដែលជាវ័នសោយហើយ ដូច្នេះគឺចំពោះតតេលំបណៈកិច្ចនេះគឺកិច្ចដែលតោងយកព្រោះពីព្រោះចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងវាត្រូវតោងអារម្មណ៍ហើយហ្នឹងយើងត្រូវយល់ក្នុងនេះសេចក្តីអធិប្បាយនឹងផងដែរបើយើងគ្រាន់តែប្រែតាមសម្អញ្ចឹងយើងស្ដាប់អត់បានទេយើងតោះទៅយល់ថាតតេលំបណៈកិច្ចនេះគឺជាកិច្ចរបស់ចិត្តដែលកើតឡើងអំពីខាងមុខនៃជីវ័ន គឺបន្តអំពីជីវ័នប្រាំពីរខណៈរួចទៅហ្នឹងវិបាកចិត្តហ្នឹងត្រូវកើតបន្តហើយវិបាកចិត្តហ្នឹងឯងគេធ្វើកិច្ចចឹងហើយធម្មតាចិត្តវាត្រូវមានអារម្មណ៍ទៅតោងអារម្មណ៍ដូច្នេះអារម្មណ៍ណាគឺអារម្មណ៍ដែលជីវ័នសោយហើយហ្នឹងឯងហ្នឹងចឹងដូច្នេះចំពោះសេចក្តីនេះមិនមានផ្លែកអីទេគ្រាន់តែជាថាវិបាកចិត្តហ្នឹងត្រូវកើតឡើង ដោយមកអារម្មណ៍នឹងឯងវាមិនទាន់អស់អាយុសំបីជីវ័នដែលជាកាមាវចរៈជីវ័ននឹងវាអស់សន្ទុះត្រឹមប្រាំពីរកណៈនឹងអារម្មណ៍វាអត់ទាន់គ្រប់អាយុវាអត់ទាន់អស់អញ្ចឹងកម្មក៏បានឱកាសជាបច្ច័យញ៉ាំងវិបាកឲ្យកើតឡើងបន្តកម្មនឹងមិនមែនកម្មដែលនៅក្នុងជីវ័នភ្លាមៗនឹងទេ នឹងក៏មកយល់ថាតតេលំបណៈនឹងគឺវិបាកបើអញ្ចឹងវាជាវិបាករបស់ជីវ័នព្រាមព្រាមនឹងអត់មែនទេគឺវិបាករបស់កម្មចាស់កម្មពីជាតិមុនជាតិអីណាណីមកក៏បានដែរហ្នឹងវាឲ្យកើតចំពោះវិបាកធ្វើតតេលំបណៈកិច្ចនឹង
phần đại khát cứ mình men chia vì ba ở bắc chiêm quan để sau giờ rắm chiêm mùi khnien nâng tê rồi chiêm quan để sau giờ rắm chiêm mùi khnien nâng về mình ai nhăn vì ba ở cả đang phlem phlem to khẩn nặng chọt như thế nằng pro về mình men chia lâu cất trạ chiêm quan nè lâu cất trạ chiêm quan là nâng tới đầm bay thả lâu cất trạ của sau nâng ai cần bay chia phải cháy ở cả lâu cất trạ vì ba to chọt như bàn cái này hương lâu kỳ dịa từ mình ai cầm bay chẳng bàn thế hiện sẽ cho bằng lót và từ họ đôi chân nơi không cam mà bạch lại chỉ vón vì miền chỉ kể dài vì chỉ mẹ ha kể giá lưới co chỉ à hê tổ cả kể già lắm chẳng ca để cần lòng phật tới bị ba cả là nè cho bà hà cái đấy bạn đây thả kể giá mình nên nhăn bị ba ở ca thế tai bị ba ca lắm cứ ca tỏi xá cổ sao là cắm rứ ác của sao là cắm để bán phơi hơi nên chẳng chúng ta nơi không chỉ quan đến chia ác của sao thì đôi chia là tổ sại chẳng và có đầy tôm nó về tình nghĩa còn tay đo tư vị bạ cả là phơi tạ kia làm lại cách chia cổ sao vị bạ thì họ đôi chia nơi không cha đại dương khơi mà nuôi nhà nào nhà này anh dân tới dân khắng dân sập nhà nấn không chịu quan nấn để chịu tổ sạ chịu tổ sạ trong ti cái nạn máu bên này càng na đầm bay thả chịu chịu à rầm nấn để chịu à rầm à rầm à tệ một hòn ta rầm nó không là cày lên tới từ khi này về trời miền thì bạ cày lại nó có cọp bay tề kha về từ nía nên bên tái chia cô sao bị bạ cô sao bị bạ đó về mình men cày mà bị tổ sạ nấn thế vì vừa tổ xã thì cái ạng của xã thường mấy đang ai cao của xã bị bạc bạc thì của xã bị bạc nó được cao tí của xã là cam để bàn sửa hài chẳng chẳng cáo cho nông chỉ vọt những chia cổ xã và đã đo mà tạ tê làm bản nạn nó để ai chia ạng của xã bị bạc của bàn đài và thì họ đưa chỉ dân khơi sửa nọ cài mà anh chẳng cao tư chia cổ xã là chỉ vọt đôi mê ta đôi cao rồi mà nên phần tế đo mà tạc kia làm bản ác để trở tài chế ác của sao vị bạc ác của sao vị bạc vị bạc và ác của sao cam vị trụ ấy vị trụ ả rộng nó vị trụ ả nếp tha rộng vì thế này đường vị bạc để cơ hàng mục này chỉ vốn đó cứ mình mến chế vị bạc và chỉ vốn để miên ả rộng chỉ mùi khía đường tê để tế tiền tình dương chứ sắp bàn thế mình bán nâng thương mệt chứ chẳng được nên nơi khăn ông tạc kia làm tệ nạn kịch nít cứ chỉa kịch sao ông chốt nơi ở đó ông ta chỉ văn xoay hơi nắng đọc lý xong rác đau ấy vị bạc thì chết đọc mùi đường xong rác đau vị bạc thì chết đọc mùi đường cứ mẹ hà vị bạc phẩm bầy đường thì mẹ hà vị bạc còn đầy đường và nó dần riêng lực cái nông chạch nắng không mùi khẳng đau nắng ở tâm trên mục hà vị bạc rồi lấy nông chạch tì và tí cứ tạ tìa làm một nạc chạch nếch thì nắng trên mà hà vị bạc mà hoa mà hà vị bạc còn đầy đường nâng à hê tục cạ vị bạc mẹ nâu vị nhiên đầy đường nâng à hê tục cạ vị bạc mẹ nâu vị nhiên đầy đường khán cho phần toán a hê tục cạ vị ba mẹ nô vị nhiên bảy đường a hê tục cạ vị ba mẹ nô vị nhiên bảy đường a hê tục cạ vị ba mẹ nô vị nhiên bảy đường vơ cách pi giảng phơ cách pi giảng thanong chạm thọ phía phơ cách pi giảng thanong chạm thọ phía cứ xăm tay là nạ cách nâng tạ tê lâm tệ nạ cách cứ xăm tay là nạ cách nâng tạ tê lâm tệ nạ cách đọc phía đôi chân này xôm xong trở lắm vì thế này xôm
công trở lõm rõp pi đỏ tôi sẽ nói xôn công trở lõm rõp chất bầy đường nít pi đỏ xôn công trở lõm rõp chất bầy đường nít pi đỏ hoặc hệ bằng cách nóng ca đáy kệ nở ní nóng ca đài kệ nở ní chùm nuôn chết nóng ca đài kệ nở ní chùm nuôn chết đài miên phập hết xinh xinh ní đài miên phập hết xinh xinh ní chặt học phía chia đàm tam chặt học phía chia đàm tham học phần toán xả rốc chùm nguồn chất thân ông chặt học phía xế đèn xả rốc chùm nguồn chất thân ông chặt học phía chặt phần toán tiện đó nâng con này chìa cầu chẳng tới hãy đặt nịch mũi lịch muối muối bột nằng tí muối lê nhất tiền là lệ muối bột nằng tí bột nằng bấy bột nằng muối bột nằng một thì trầm bốn bột nằng trầm bảy bột nằng trầm bảy đặt nhà smart tới sai sắp ra mùi lấy cục quạt chung bình sai sắp ra mùi tới bộng nó trở đến sai sắp ra mùi mùi bộng tí thôi mà bầy bầy bộng tí phạm bộng bấy bầy bộng mùi phạm buôn bộng nâng một thay phạm buôn phạm bộng bầy phạm bộng bầy bộng nâng phạm bấy sai sắp ra mùi cho thằng trói mấy bạn đã phạm bấy mấy cho mình đã đọc mùi nào ta thụ tiền nào tí à hệ tộc cả vị bạn mà đâu về nhiên bày nấng bàn rập ruồi hời rập nòng xăm tay nặng chạy những rập ruồi hời để nói dân cùng rập cả đại tiệt vì pro viên chỉ rập hết chặt đôi khi còn tay việt từ cách pi để bàn học nâng chẳng nâng ở dân vừa chẳng ở thế tay cho từ mùi đuốc lại từ tới tam chặt học gì nâng chẳng mà hay cho phần toạt nó nâng cục mùi tiệt má cục đôi ở đây tam chặt họ phía chẳng cục mùi tiệt chẳng má há tam sao tập phía tam sao tập phía rồi trạch chia ba túc đằng sầm lấy rồi trạc chia và tốc năng sầm lễ tơ miên sao tạc phía rẽ vì thầy chật tơ miên sao tạc phía rẽ vì thầy chật đọc lý miên chùm nuôn chất miên chùm nuôn chất sai sắp ra muối đuống bẻ miền chùm nguồn chất sai sắp ra môi đường đài đọc về mình tích cron tải đô khía cron tải đô khía trăng tia sạ cách trăng tia sạ cách cứ mình miền cứ mình miền cứ mình miền phần tái miền sạ và nạ cách phần tái miền sạ và nạ cách bao sao tạo vì nhiên ti đường phần tái miền sạ và nạ cách so vô nô thì miền sạ và nạ cách
bao sao tạo vì nhiên pi đường tham áp năng sanh bản ấy mình chăm bài tình yêu để trả anh thế chẳng khăn tới cho toàn nó cùng mùi tiệt tới tam thiên là phía tam thiên là phía pro chầm mò pa nừng khấn pro chầm mò pa nừng khấn tơ miên vị thầy chất tam phía chầm mò tơ miên vị thầy chất tam phía chầm mò tập hết này chết đọc lẽ thì nó tập hết này chết đôi khăn ông chặt họ thủy tập hết này chết đôi khăn ông chặt họ thủy đô tải chặt họ bình yên vì đường chánh đô tải chặt họ bình yên vì đường chánh đặc thiên lệ vĩnh nhiên pi đường vĩnh đặc thiên lệ vĩnh nhiên pi đường vĩnh thơ khê và nạ kịch thơ khê và nạ kịch khê và nạ kịch kịch thông khẩn thế nó khê nạ kịch tham trong vĩnh toán cùng mười tiến tam chiêu hà phía tam chiêu hà phía cư chiêu hà vĩnh nhiên cạt lãng cư chiêu hà vĩnh nhiên cạt lãng rô hà sray ẩn đá pa nâng rô rô hà sray ẩn đá pa nâng rô đọc lĩa vơ sa dạ nạ kết vơ sa dạ nạ kết tam chiêu hạt phì thơ sai và nạ cách tam chiêu hạt phì đọc lẽ tam chiêu hạt phì ní tam chiêu hạt phì ní tôm miên chặt hậu vĩnh nhiên tôm miên chặt hậu vĩnh nhiên đọc lẽ sao tạo vĩnh nhiên sao tạ vĩnh nhiên đọc lía khiên nẹ vĩnh nhiên là khiên nẹ vĩnh nhiên là đọc lía bằng cái bàn tay tập hết này chặt đặt tế miên đôi khỉ bàn tay tập hết này chặt đặt tế miên đôi khỉ chẳng ọ bàn tay tập hết này chặt đặt tế miên đôi khỉ chẳng ọ nè câu mười tiếng ca dệt phía ca dệt phía đọc phía ca dệt vĩnh nhiên ca lãng pro ca ipa nằm thao thập tẹt ca dệt vĩnh nhiên ca lãng pro ca ipa nằm thao thập tẹt đọc phía bằng tế vơ phosana kế vơ phosana kế phosana kế cứ kế phát tốt nâng phát phát tệ thế nó nâng phơ phát sản ạ kệch đọc lên bằng tay tiết vị thay chất tam phía cái vị thay chất tam phía cái có ai cao lạc bán có ai cao lạc bán đọc lên đòi miên bọc hết đòi miên tập hết này chất đòi miên tập hết này chất đôi khía nâng chạc họ phía đài đôi khía nâng chạc họ phía đài khám cho con tọt nó cục phải ngồi cục phải ngồi tới kama và trả lại chất kama và trả lại chất sai sắp ra mùi đường kama và trả chất sai sắp ra mùi đường ca tam
bánh chất phía ca tam bánh chất phía cư nông thuê mùi mùi cư nông thuê mùi mùi rô vi nữ vinh nhiên là chất phẩm bầy đuống rô vi nữ vinh nhiên là chất phẩm bầy đuống bài mình xóm cú bài mình xóm cú nâng cao lại bán bài mình xóm cú nâng cao lại bán chia đặc hát bài mình xóm cú nâng cao lại bán chia đặc hát đọc liệt bằng tính pro mình men chia tia sải pro mình men chia tia sải nâng pro mình men chia vị sải nâng pro mình men chia vị sải thân ái tiền bận rộn từ nay phần tới để thành pro mình nên chỉ tìa sáy bao chỉ đầy thả bao chạm thọ phê để thầy chất cứ chất nên từ tam phẩy thế vì miền chạm thọ vì nhiên đại miền chạm thọ chỉ tìa sáy được chưa sao tạo vì nhiên thiên vì nhiên chi và hà vì nhiên nâng cai vì nhiên làm bậy đúng cứ mình ai cả làng bàn tế vì pro viết viết vì nên chạm họ phải sàn thì ai ngần lên chật đi à sảy sao tạo nhiên là sảy sao tạ vật họ từ sao tạo phải sàn thiền là nhiên là sảy thiền nữa vật họ chẳng tử ấy chiều hà thì nhiên là sảy chiều á vật họ cài thì nhiên là sảy cài vật họ thì cái này tơ thà chạm họ phải sàn ấy mình lên chia đi à sảy nằng chẳng cứ mình lên chật đi à sảy nay thì nhiên tầm bấy đường tiệt tê và là chất là tê về trai hạ dạ vật họ còn tới về ai cả là ban tạm chạm thọ phê anh giang tiết đại tham mình lên chưa bị say thì bố rút ba rom đại chia rom là bao chạm thọ về nhiễm cứ về mình lên chưa bị say cứ mình lên chia à rom là bao sao tờ về nhiễm mình lên chia à rom là bao thiên là về nhiễm mình lên chia à rom là bao chiều hà về nhiễm mình lên chia à rom là bao cái gì về nhiễm nằng chẳng hay bà xong chìa nơi tam sao tạc phía cứ phía thì chìa vĩnh chạm khó vì nhiên ai cả làng bàn tế ọt bàn tế bố ấy bố sao tạ vật thọ mình mến chìa tìa sảy nấy chạm khó vì nhiên chẳng mến hết chứ ná hay có mình mến chìa tìa sảy nấy khuyên vì nhiên chìa vào vì nhiên cài vì nhiên đấy cứ chìa tìa sảy nấy sao tạ vì nhiên tại phần nọc chìa mùi nhiên nó cứ xâm lến cứ chìa vì sảy ở rốt thì cứ chìa à rõm rồi bó sao tạo vị nhiễm tai phần nọ, cứ mình men chia rắm rồi bao chặt hậu vị nhiễm, mình men chia rắm rồi bao khuyên vị nhiễm, chia hai vị nhiễm nâng cai vị nhiễm tề nâng chẳng. Để cho nên tam khuyên thì muối cứ miên cam ma và chia chất say chất phần muối cứ vía đại khát nơi cam ma và chia chất trầm bay đường tiệt, cứ mình ai cao hết chỉ lâu chỉ lắm không khuyên là tề bán cai vị khuyên rồi bao luôn tề mau bị ấy mau bị vật to thì trời à trời khi nâng tìa sảy phong, trời khi nâng vị sảy cứ à rộm phong. Sẽ đặt bàn ấy chẳng chém. Khi nâng bình nhiên là sảy ấy cho tìa sảy, miền ấy cho tìa sảy. Khi nâng vật thọ miền ấy cho rộm, miền khlân cho tìa rộm. Nâng chẳng, để khó tìa sảy khó hà rộm mình ai cả bàn tế. Ấy chẳng cua, chư hà bình nhiên có sảy, chư hà vật thọ cho tí. Sảy miền ruốc chứ à rộm. Cài bình nhiên miền cài và sát chứ. Chị ấy. Chỉ tí là sảy hãy miến hoặc hợp vẽ chế à rộm. Nâng chẳng chẳng được nét nâng cạp lớn hay nâng rừng luật tứ phạt đồ khí nê dạng lý tờ tám. Nâng phán chật phiền, nâng thăm cho phần tọt máu. Phân tài mạch đạc phân tài thế. Ba sở rộng, ba sở rộng, ca ma và chả rạ chết. Ba sở rộng, ca ma và chả rạ chết. Tam bằng chặt phía
ba sở rộp ca ma ba chả ra chật tam phanh chật phía rộp tay bậc hết này chật đại sinh khía rộp tay bậc hết này chật đại sinh khía trâu chìa ha sật buồn đường trâu chìa ha sật buồn đường còn là tiền nắng tam phiệt nế miền phẩm án tam phiệt nế miền sai sẽ phẩm mùi ấy tam phiệt thì chỉ miền phẩm án đấy sai sẽ phẩm mùi này bắn tay bởi dân vô phiệt nế sai phẩm mùi mọc bộ ngân phiệt thì chỉ sai sẽ phẩm mùi đấy tay dân trái kiện ở nơi chết đầy miền phẩm hệt tình thế ta ban phẩm án sai sẽ phẩm mùi bộ ngân sai sẽ phẩm mùi bắn tay dân ạc rập chết để đôi khía tê bộ chất hơn phẩm án sai sắp trăm bảy, từ sai sắp mùi nó vừa một bột tới hơn một phen này chặt đẹp tiền nếu cứ miên thì sao tạo tự nhiên này chặt phi đẹp tận nọc, này nói thế đó, là sao thì nó đôi khi nếu dân rập vừa ấy thì nó trắng khơi sai sắp trăm bảy, nằng thấy bột bột nâng chặt đẹp rồi tới tam phía chừng một sai sắp mùi tiệt bột tới hơn một mảng một phen này chặt đẹp tiền nếu thế hà sập, nè hà sập ấy bột nâng thuê anh ta tiết tới thêm chiều hà bình nhiên tì tiết tới chứ hà sập tì bốc vì thầy chất tam thuê cái thân hà sập buồn vì bố vì miên tài cài bình nhiên tì tiết tế đại thái chẳng bình chồ tầy đời chứ nấy dân thân thả tam thuê nế cư vì miên sai sập ra mùi hái đời chứ nấy bốc tế bằng bay tiết tế đại mình toàn miếng mê nế đến từ sao thì bình nhiên tí khiên bình nhiên tí chiều hà bình nhiên tí cài bình nhiên tì để trời chia hai sự buồn hời ba tờ tam phê thì chia sai sự của mũi trời bột nâng bầm bay tiết chứ chặt ấy còn bay đồn chết thế chặt khẩu bình nhiên tí khiên bình nhiên tí chiều hà bình nhiên tí cái bình nhiên tì hãy nói về trời bột chừng lọt nghe chẳng ba tờ tam phê chỉ là mọc sai sự của mũi đồn hời trời bột nâng bầm bay tiết thế chặt khẩu bình nhiên tí sao tờ bình nhiên tí chiều hà bình nhiên tí cái bình nhiên tì bao giờ tam phiền đã sai cho bờ mùi hời và trái bột nâng phẩm bày đá tại bột nâng chạm khẩu bình nhiên tí sao tự nhiên tí khi nâng bình nhiên tí hay nâng cái bình nhiên tí bao giờ tam phơi cay sai cho bờ mùi hời và trái bột nâng phẩm bày đã tì tiết cứ chạm khẩu bình nhiên tí sao tự nhiên tí khi nâng bình nhiên tí nắng chiều há bình nhiên tí nâng chẳng được nói tam vì thầy chặt ở bờ tới tam phan nhật phía phía này mùi này mũi cứ miên tại sai cho bờ mùi tì phần tay bờ bốc cho kia tam phía chẳng phạm nâng cử miên khúc ca ma và trả chất há sắc buồn đường vô lên chẳng chẳng ní chân ở toàn liên lời cái nóng mẹ nâu phía tế đại ca ma và trả chất bởi tới tam mà nâu phía nâng miên chất ấy khá phần tay dân ai tầm bây sắc xá nơi khả nông phân dịch phía ní khúc phân đường ốc ở miên khóa cứ ca ma và trả chất há sắc buồn đường anh nâng coi tại khúc chẳng phạm phía nó chết bà chẳng quốc phía mùi mùi đặc khá cứ ở khúc há sắc buồn tề cứ miền trăm sai sẽ phải mùi phần nọc nâng chẳng để ai cao lại phát đồ thế này nâng chẳng về mình men cao mà đón thân ông bị thay mùi nâng về ai miền trúc chẳng sai sắp phả mùi tê cứ về ai cao lại chẳng phô phá nhật phía rê bà chẳng nạ chật nâng mùi chẳng tới và tam phá lưu thế này cứ chạc hậu nhiên mùi tới ấy có miền phở cách xăm ở đây chăn nạ nâng đòi chật mùi tới ấy xăm tây ra nạ cách cả đòi chật mùi tới vô thạ mà nạ cả đòi chật mùi tới chìa quan ở cách cả đòi chật mùi đài ấy tạ tê làm mà nạ cả đòi chật mùi đài rùm cho đọc tới cứ tha miên tài chất phạm phi tài phần nọc thế nế miên tài phạm phi tài phần nọc ấy bà xăm chìa tạ tê làm mà nạ nâng ấy trục hết nây à hê tục cạo vị bạ cả đáy cứ tha miên tài chất phạm mùi ọt miên đò phạm phi tề ấy nâng đề ái ca tám việc nê bạn té khi nào cao để cao lại như vậy thì ai phát đầu thì bán trong để chặt hậu bình yên để cao lại tôi chết sinh nặng cái thì ai miền đào tập tí ấy xăm ở đây thành nặng cái để phát đầu thì miền đào tập tí xăm tây là nặng cái thì miền đào tập bấy vô thợ là nặng cái miền mùi tập đấy tái ca ma và chặt chỉ vẫn miền đào mà thấy còn buồn ấy chấm qua cả tê làm mà nặng thì ai phát đầu thì bán đào đào đập mùi chặt nên chấm để cái này từ đây nếu cứ thả ắt ấm tập tài chẳng tới cả na quân cha nhiệt ngầm ông ôn thầy pro thế nè cứ khấn ông ca ọp rong chầm ra nữ sập tất bật ham tiền vì đó nè sập xa ở bàn chập mặt lo tụm bây quân cha nhiệt ngầm sập nề riêng chân tới mình toàn pro thế đo từ sập rừng sập ham vì đó tiền mau vì ấy bàn chưa vì đó tham ông tí về miền mù về miền ba khấn ông ca sập xa nữ
miệt thị ca phải bị thầm nâng vô chơi chật tới vì miền khứ chẳng nâng bàn tân sĩ bác con trai nhật nhóm mơ sĩ phơ trên sĩ phơ trọc và hòm khóng hiểu một ai khơi nâng nâng nhóm cái nà sơ xê bằng riêng lục dây nghệ nâng bằng cuối bà rầy nâng bật riêng nông mạch mâm tầm bồn nâng nhóm cái nà sĩ bác chơi sơ xê đoàn tịnh đoàn tịnh đoàn tịnh tới hay lục dây xê xê chết ấy có bằng to nghe tay chẳng tới hay có con quạt nữa từ nhà trù nó có vô chẳng lo thôi chỉ sự thử mùi chẳng tới lấy khơi được gì ba sự cam nhé các bác chẳng lo chạy nên hãy nhầm mình ở đặt một ấy mau thì thà ní kia còn đại chỉ ca riêng riêng tru tru đồng đấy ở nhà riêng thay thay vấn tới à